mình chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Hòa Phát. Và trước mặt các bạn đây chính là những cái mẫu bàn phấn cao cấp nhất tại Hòa Phát ha. Những cái mẫu bàn phấn này thì mình cho đóng gáp và sản xuất trực tiếp tại Hòa Phát luôn. Bên mình không lấy qua trung gian ha. Và những cái mẫu bàn phấn này sẽ rất là phù hợp đối với những cái không gian phòng ngủ rộng và lớn của những căn biệt thự nè, của những cái nhà có không gian diện tích lớn các bạn ha. Và được thiết kế, được bên mình đóng ráp sản xuất với những cái đường nét cao cấp nhất, cái chất gỗ nó tốt nhất ha. Đó. Thì bây giờ mình sẽ quay cận cảnh lại để các bạn cùng xem cái siêu phẩm bàn phấn này một cách kỹ hơn, một cách rõ hơn nhé. Mình sẽ báo cái kích thước cụ thể và mình sẽ phân tích cụ thể những cái đường nét của cái mẫu mã bàn phấn này nhé. Rồi, bây giờ mình mời các bạn vào video với mình ha. Rồi, và trước mặt các bạn đây chính là ba cái mẫu mã bàn phấn thuộc dòng cao cấp VIP của bên Hòa Phát ha. Thì ba cái mẫu này bên mình đang có sẵn tại Hòa Phát luôn, đang có sẵn tại showroom các bạn ha. Thì cái mẫu này mình đã cho sản xuất vào cuối năm ngoái để mà bán trong dịp Tết. Nhưng mà sau Tết thì mình chỉ còn sót lại đúng 3 cây thôi. Và bây giờ mình sẽ quay cận cảnh lại để các bạn cùng tham khảo kỹ hơn nhé. Về phần kích thước thì mình sẽ báo luôn. Kích thước của cái bàn phấn này tổng thể là có chiều ngang từ bên trái sang bên phải. Đây, từ bên trái sang bên phải có chiều ngang là 1m4. Rất là lớn luôn các bạn. Một kích thước rất là khủng ha. Và chiều sâu của bàn phấn này có cái chiều sâu là 50. Rất là rộng rãi luôn. Các bạn có thể để đồ thoải mái nhất ha. Hộc kéo rất là rộng rãi. Và phần chiều cao thì mình sẽ có cái chiều cao từ mặt đất nè lên tới cái phần đỉnh của bàn phấn là 2m các bạn nhé. Form rất là cao to và rộng lớn. Đó. Nhìn sẽ rất là sang trọng luôn các bạn. Và cái bàn phấn này thì mình làm với cái thiết kế là cổ điển. Và nó sẽ có một chút hơi hướng hiện đại pha trộn vào các bạn nhé. Ở phần phía trên khung kính thì mình làm với dạng là cổ điển các bạn ha. Đục chạm những cái mẫu hoa văn hoa lá tây chạy dọc suốt cái phần khung kính luôn. Và bên dưới thì mình làm những cái cấp chỉ cổ điển đó, để tạo cái sự kết nối giữa phần trên và phần dưới các bạn nhé. Đó. Đây, những cái phần cấp chỉ chạy dọc và nối liền những cái phần hoa văn hoa lá tây phía trên. Rất đẹp các bạn. Và cái phần khung kính này mình làm cũng rất là dày dặn luôn. Cái phần khung này mình làm dày với độ dày là 2.5 các bạn nhé. Rất là dày dặn luôn và gỗ rất là liền lạc các bạn ha. Đó, các bạn quan sát kỹ ha. Những cái phần khung mà nó dày như vậy thì các bạn xài sẽ không có bị tình trạng là bị rung lắc hay là bị gãy hoặc là bị vỡ ha. Rất là cứng cáp luôn. Đó. Rất đẹp các bạn. Đó là sự khác biệt giữa một cái hàng cao cấp, một cái hàng VIP so với một cái hàng giá rẻ các bạn ha. Là chất gỗ nó sẽ dày hơn, nó đẹp hơn, nó bông hơn các bạn ha. Và đục chạm rất là tinh tế luôn. Và tiếp tục là mình sẽ đi đến cái phần ở phía dưới của bàn phấn ha. Ở phần phía dưới này thì mình sẽ làm nó vuông vức hơn. Và nó có một chút hiện đại các bạn nhé. Không quá cầu kỳ, không đục chạm quá nhiều. Đó, những cái phần hộc kéo, những cái phần cánh tủ là mình sẽ làm trơn luôn. Và cái bàn phấn này mình làm rất là nhiều cái phần hộc tủ và phần cánh tủ ha. Để các bạn có thể để đồ dùng cá nhân một cách thoải mái nhất các bạn nhé. Đây là tổng thể phần bên dưới nha các bạn ha. Đó. Mình sẽ quay cận cảnh lại những cái phần hộc kéo để các bạn cùng thì xem rõ hơn những cái thiết kế bên trong ha. Đây, cái phần hộc kéo bên mình ha. Đó. Những cái phần hộc kéo này thì mình cũng làm từ chất liệu gỗ đỏ 100%. Từ bên trong lẫn bên ngoài. Đó. Rồi các bạn quan sát kỹ ha. Bên mình đã cho sơn xịt là trong ngoài như nhau các bạn nhé. Sơn ở trong như thế nào thì ở ngoài cũng y chang như vậy luôn. Đó, hai sơn giống y như nhau. Và phía trong thì mình cũng làm gỗ đỏ 100%. Bên mình không pha cây các bạn ha. Có những cái đường nét đóng ráp rất là dày dặn luôn các bạn. Các bạn quan sát kỹ ha. Đó, những cái phần khung cánh của hộc kéo thì cũng rất là dày dặn luôn. Đó. Ở bên dưới đây các bạn. Cái phần hộc này rất là sâu luôn các bạn. Đó, các bạn để đồ dùng cá nhân thoải mái luôn các bạn nhé. Khác với những cái dòng giá rẻ, những cái dòng rẻ tiền thì hộc kéo của nó không có sâu, không có to. Nhưng mà những cái dòng cao cấp như vậy thì hộc kéo rất là sâu luôn và rất là to các bạn ha. Đây, rất là sâu luôn các bạn. Các bạn để đồ dùng thoải mái ha. Đó, rất đẹp các bạn.
Và những cái phần học kéo này thì mình cũng cho đóng ráp rất là kỹ thuật ha. Đây, những cái phần ghép mỏng rất là cứng cáp luôn các bạn, và sạch sẽ các bạn ha. Đó. Và bên dưới này thì mình có làm một cái cánh học tủ lớn để các bạn có thể để những cái đồ vật có kích thước lớn ha. Đó. Cái khoang này thì nó rất là rộng luôn. Đó, các bạn để đồ dùng thoải mái luôn. Rất là rộng rãi các bạn ha. Mình sẽ có 8 cái hộc kéo và một cái cánh tủ ha. Đó. Rất đẹp các bạn. Và ở bên dưới chân thì mình cho làm với những cái dàn chân nó vuông vức ha. Này. Những cái dàn bệ chân vuông vức. Các bạn sẽ cảm giác là cái bàn phướng này nó cứng cáp hơn. Nhìn nó sẽ sang trọng hơn các bạn nhé. Đó. À, mình sẽ quay chi tiết lại luôn để các bạn cùng thấy rõ hơn về chất gỗ các bạn nhé. Và cái cách đóng ráp của bên mình. Về phần ghế thì mình sẽ làm một cái ghế với một cái ghế mặt liền các bạn ha. Đó. À, cái ghế mặt liền này thì các bạn xài sẽ yên tâm nhé. Rất là cứng cáp luôn các bạn. Và bông vân là bông vân tự nhiên các bạn ha. Đó. Rất đẹp, rất là cứng cáp luôn. Và nếu như các bạn thích cái mẫu mã bàn phấn này, các bạn cứ đến trực tiếp tại showroom đồ gỗ Hòa Phát với địa chỉ là tại cổng chính chợ đầu mối gỗ Tavico thuộc phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đó, thì bên mình đang có sẵn là 3 cây ở tại cửa hàng để các bạn cùng tới và mua sắm. Vào cái dịp đầu năm này thì bên Hòa Phát sẽ có thêm những cái chương trình khuyến mãi ưu đãi về giá ha, để các bạn cùng thoải mái mua sắm hơn nhé. Rồi, mình chào các bạn nhé. Và mình hẹn các bạn trong những cái video lần sau ha.